Em đang ghét mà. Tiếp đi. Ngon quá Diệu ơi. Mì giờ muốn chua hết mà. Ăn không qua đây ăn nè. Ở đâu đêm nữa nhờ? À. Ở đâu Diệu? Ở nhà ở đâu? Ở tiệm. Không, mày non hết rồi, còn mày già có ổn mà. Ngon quá thấy rồi.
Ăn mía đường cô mở. Mắm ngon, mì cũng ngon luôn. Gây lúc bạn ơi. Quay quá nước mía ra đây gỗ mì này mưa mất đi bài luôn á. Giờ đang biết giờ là làm miếng quý rồi ngon quá nuốt mất rồi mũi vào rồi.
Héo quầy miếu á. Biết gì, biết gì em? Mém ngon quá rồi. Có cho đúng ngang xuyên đường hoàng. Tết mà về mà không xuống ta mà vui vẻ gì vậy? Bạn về bạn xuống đây thôi chứ ai cứu bạn được. Cái nào chua chua không? Trộm đâu xuyên đàng hoàng mà ăn trộm mía.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.